Hello everyone. I'm very happy to be back with you in this video today. We are going to review about the activities that we can do after school. Are you ready? Okay, let's start now. Chào các em. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta ôn tập một số hoạt động mà chúng ta có thể làm sau giờ học ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Okay, let's start now. Help my mom. Help my mom. Help my mom có nghĩa là giúp mẹ. Do my homework. Do my homework. Do my homework có nghĩa là làm bài tập về nhà. Visit my grandma. Visit my grandma. Visit my grandma là thăm bà. Go swimming. Go swimming. Go swimming là đi bơi. Have a music lesson. Have a music lesson. Have a music lesson là học nhạc. Watch TV. Watch TV. Watch TV là xem TV. Listen to music. Listen to music. Listen to music là nghe nhạc. Play with friends. Play with friends. Play with friends là chơi với bạn. Read a book. Read a book. Read a book là đọc sách. Write an email. Write an email. Write an email là viết thư điện tử, hay chúng ta còn gọi là viết email đó ha, mình gửi email đó. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike là chạy xe đạp. Ride a horse. Ride a horse. Ride a horse là cưỡi ngựa. Skate. Skate. Skate là trượt patin. Skateboard. Skateboard. Skateboard là trượt ván. Play tennis. Play tennis. Play tennis là chơi quần vợt, hay mình gọi là chơi tennis đó. Play football. Play football. Play football là chơi đá bóng. Mình còn một cái từ nữa đó là play soccer ha. Play soccer cũng là chơi đá bóng, mà play football cũng là chơi đá bóng. Đây, đó là một số hoạt động mà chúng ta vừa mới ôn tập qua. Bây giờ chúng ta sẽ đọc nhanh một lần nữa với cô ha. Do my homework. Do my homework. Do my homework. Help my mom. Help my mom. Help my mom. Visit my grandma. Visit my grandma. Visit my grandma. Go swimming. Go swimming. Go swimming. Listen to music. Listen to music. Listen to music. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Have a music lesson. Have a music lesson. Have a music lesson. Play with friends. Play with friends. Play with friends. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a horse. Ride a horse. Ride a horse. Skate. 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 Skateboard. 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 Play tennis. Play tennis. Play tennis. Play football. Play football. Play football. Read a book. Read a book. Read a book. Write an email. Write an email. Write an email. Đây, đó là một số hoạt động sau giờ học mà chúng ta có thể làm. Chúng ta nhớ thực hành thường xuyên để mình có thể sử dụng khi cần ha. Okay, bye, see you again.